con đang đi tìm đường đi qua chợ nổi á, không biết là chú chỉ đường giùm con được không? Cần con tới chứ. Con đi qua bên cầu này phải không? Dạ. Quẹo qua con thấy cái bảng chợ nổi đó. Dạ. Đó. Rồi sát thôi luôn rồi, qua cầu này là tới liền luôn hả chú? Trời ơi, mấy cảm ơn chú nha. Rồi, cảm ơn. Ở đây là cổng chào chợ nổi ngã năm nha mọi người nha, rất là lớn luôn. Kính chào quý khách, là tới đây là mình đã tìm được chợ nổi rồi đó. Bây giờ mình tìm đường đi xuống dưới chợ nổi xem sao nha, tranh thủ không thôi trời sáng mất tiêu luôn á. Cái này chắc phải đi tìm cái bến thuyền rồi đi xuống mới được, chứ còn mà ở đây là không có đường rồi đó. À bên kia kìa, bên kia, phải qua bên kia xong trở lại mới được mọi người ơi. Từ bên này, từ cái cổng chào nhìn qua bên kia xong thì mới thấy được là ở đó đang có một cái chiếc đò ngang. Chắc xe đạp lên đó đó, mọi người thấy chưa? Đó, bây giờ mình phải tìm đường đi vòng qua bên đó rồi mới đi xuống sông được. Đi thôi. Con có đi chợ nổi không con? Dạ đi. Ủa, chú hỏi đường hồi nãy nè. Trời ơi, có gì dễ sợ luôn nha. Chợ nổi chú, chợ con đi chợ nổi. Dạ, và bây giờ mình đi liền được ha chú ha? Được con. Đò này luôn hả? Đò này luôn hả? Chợ nổi Ngã Năm là khu chợ nổi đông đúc, nhộn nhịp nằm ở phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Đây là nơi giao nhau của năm nhánh sông đi về năm ngã: Cà Mau, Vĩnh Quế, Long Mỹ, Thạnh Trị và Phụng Hiệp. Gọi là chợ nổi vì mọi hoạt động của bà con đều diễn ra ngay trên sông nước. Mọi người thấy không? Quá trời nghe trái cây luôn nha. Mít nè, dừa nè, chuối nè. Như có xài nữa, tóc nữa. Cả người bán, người mua đều dùng ghe xuồng để di chuyển và giao dịch ở trên sông. Chợ bắt đầu nhóm họp từ 2-3 giờ cho tới khoảng 7-8 giờ sáng là chợ giãn. Những chiếc ghe chở hàng ở chợ nổi vừa là phương tiện chở hàng hóa, nông sản, vừa là ngôi nhà của bà con theo nghiệp thương hồ, là nơi ăn uống, ngủ nghỉ và sinh hoạt hàng ngày. Ở chợ nổi Ngã Năm vẫn còn sự hiện diện của những chuyến đò chèo chở khách qua sông hay tham quan bằng sự cần mẫn của bà con miền sông nước. Hồi đó 4-5 năm về trước là ghe xuồng ở đây là coi như cứng sông luôn á. Dạ. Mình muốn đi vô trong cái chợ này là mình chèo 1 tiếng đồng hồ vô chưa được. Vậy là mình cũng đi hết một vòng chợ nổi Ngã Năm rồi ha. Đói bụng rồi, nắng hơi lên rồi đó mọi người. Bây giờ đi kiếm cái gì ăn nha. Ẩm thực ở chợ nổi luôn là một trong những chủ đề gây ấn tượng nhiều nhất với khách du lịch. Thật thích thú và mới lạ khi được trải nghiệm cái cảm giác ăn bún nước lèo hay uống ly cà phê thư giãn ở giữa không gian mênh mông sông nước. Bà con làm nghề chèo đò hay buôn bán ở chợ nổi luôn vui vẻ, thiệt tình và dễ thương. Sẵn sàng hướng dẫn khách tham quan cũng như tâm sự chuyện nghề, chuyện đời, rất thiệt tình và coi nhau thân quen như người trong gia đình. Ở dưới vỏ hả? À, dưới vỏ. Dạ. Lớn tuổi đi hết nổi vậy, làm hoài tới vậy hả? Chợ nổi Ngã Năm là nơi hiếm hoi vẫn còn giữ được nguyên vẹn cái lối buôn bán trên sông nước của những thương hồ miền Tây Nam Bộ, với những ghe hàng chở nông sản từ khắp miền sông nước đổ về đây, neo đậu, chờ ghe bạn tới sang hàng chở đi bán ở nơi khác. Và là điểm du lịch lý tưởng để du khách đến tìm hiểu cũng như khám phá về một trong những nét văn hóa đặc trưng của miền sông nước. Thiệt là thú vị. À,
Chợ Nổi cũng như là Vĩnh Long nè, Tiền Giang nè, hay như là Ngọc Phượng là đang ở chợ nổi ngã năm của Sóc Trăng. Rồi còn có một cái chợ nổi cũng rất là nổi tiếng khác mà hầu như ai cũng biết, đó là chợ nổi Cái Răng của Cần Thơ, đúng không? Nếu như mà có dịp thì Ngọc Phượng nghĩ là tất cả chúng ta nên có một cái chuyến đi về chợ nổi, bởi vì ở đây là chúng ta sẽ thấy được hết tất cả những cái nét sinh hoạt của người dân miền Tây ở đây, ăn uống nghỉ ngơi buôn bán đều diễn ra ở trên sông nước này hết trơn á. Và đặc biệt ở chỗ là nếu như mà chúng ta muốn biết là ở miền Tây mùa này có cái trái gì, có cái thức ăn gì thì đi chợ nổi là sẽ biết liền, bởi vì mùa nào thức nấy, mùa nào trái nấy, có đầy đủ hết trơn quý vị nha. Hãy một lần thử đến chợ nổi để cảm nhận văn hóa sông nước miền Tây.